nổi tiếng với những chai rượu vàng chất lượng với hương thơm vô cùng đa dạng và phong phú, sở hữu các dòng nho nổi tiếng như Cabernet Sauvignon, Merlot và cả Syrah. Rượu vàng Chile thường mang hương vị vô cùng phức tạp, nổi bật bởi các hương trái cây chín mọng, gia vị hay là thảo mộc, bởi vì các vườn nho của nó nằm dọc theo các thung lũng trải dài trên dãy Andes, vì vậy sẽ mang đến những khí hậu thổ nhưỡng khác nhau, từ ấy mà mang đến những trái rượu vàng với phong cách và hương vị riêng biệt. Ngày hôm nay em sẽ mang đến 3 trái rượu vàng cực kỳ nổi tiếng của Chile mà được khách hàng của Avino vô cùng yêu quý. Đầu tiên là Casasiva Syrah, đây là một trái vàng đỏ có màu tím đậm, sở hữu hương thơm vô cùng quyến rũ của mâm xôi đen. Việt quất khi anh chị thưởng thức nó sẽ cảm thấy một hậu vị hơi cay nhẹ của tiêu đen. Trái vàng thứ hai đó là Casasiva Terro de Familia, được làm từ 100% giống nhỏ Cabernet Sauvignon, sở hữu hương thơm vô cùng mạnh mẽ, mãnh liệt của loài mắm xôi, quản lý chua đen và để lại một hậu vị hơi chua nhẹ. Và chai vàng đỏ cuối cùng là Casasiva Quintafai, đây là một chai vàng được phối trộn từ nhiều giống nhỏ, vậy nên sẽ mang lại cho anh chị một hương thơm vô cùng phức tạp và độc đáo của nhiều loại trái cây như là quả súng, quản lý chua đen, mắm xôi và một số hương thơm khác. Cả ba chai vàng này đều có thể dễ dàng kết hợp với nhiều món ăn từ thịt khác nhau như là beef steak, BBQ hay là một số món ăn đậm đa gia vị, và có thể phù hợp với khẩu vị của nhiều anh chị khác nhau. Nếu như anh chị muốn đặt trước những chai vàng này cho Tết Giáp Thìn 2024 với giá ưu đãi, anh chị hãy gọi ngay vào hotline của Avino White 0826 737 737. Và anh chị đừng quên subscribe kênh của Avino White để xem thêm thật nhiều video vào ngày mai nhé.